Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình làm một clip ngày Noel anh em ơi ạ. Đây thì mình đang làm bánh Tết. Làm từ sáng giờ được cũng 10 cái thôi anh em ơi. Này dài quá, chắc ăn một cái không hết, chắc hơn chục cái rồi anh em ơi. Đấy, đây là phở tục dừa rai nha anh em nhé. Vừa làm bánh Tết này, vừa cắt tóc. Đây là như mình đang làm mình tiếp cho xong anh em nhé. Cái này chín rồi, bỏ cái đó. Bỏ hết vào là cho nó chín. Lắc nào. 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 Lắc nào.